phê rồi, mệt quá. Vùng này đồi núi cao quá các bạn ơi, không biết mình có đi nổi hay không đây. Các bạn thấy không, núi trong chất đầy luôn kìa. Bác nói phải đi xuống tầm 3 tiếng mới tới suối các bạn. Cây đồng quá xa đúng không? Wow, hoa gì không thấy cây không thấy lá các bạn. Các bạn thấy chưa? Chỉ thấy mỗi hoa không này. Đẹp chưa? Toàn là đá không các bạn, đi rất là khó. Đây các bác, các bạn thấy bác đi rất là khó này. Mình vừa mới nhảy xuống. Xuống từ từ thôi bác ơi, đường khó đi lắm. Dưới đây rất là sâu này. Đói. Nhận cái đồi núi ở đây cao thật các bạn ơi. Bọn mình đi phải đúng là hơn 3 tiếng mới xuống tới suối này. Anh em phải đợi mấy anh em bên kia ngồi nghỉ đây tí. Một suối nước rất là trong, quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục lại di chuyển qua rừng bên kia. Vâng, để xem bên này có cái gì may mắn không nhé. Không nhận lên dốc, mình thì hết nỗi rồi. Á đồng tổ ong này các bạn. Wow. Đâu, 5 tổ. Mừng quá, gặp được một tổ ong này các bạn ơi. Siêu to khổng lồ luôn. Ok, mình sẽ review cho các bạn xem nhá. Tổ này nghe em các bác nói ở trên này, tổ ong ở đây nhiều mật lắm này. Đẹp chưa? Trắng phau luôn mà. Đây, nhộng đây.
quá đã luôn các bạn. Thấy không? Quá ok các bạn ơi, một chuẩn thôi. Ok mình cắt nha, giờ mình cầm điện thoại nên vừa quay vừa cắt không được. Ok, let's go. Bộ ngọn mà em khi bom một con hả? Bom à? Lật cái này. Cái tổ thứ hai này các bác. Thế giờ chưa ngã mấy năm ấy, tầng mấy. Cái này là sự bàn lợp. Tuy leo núi mệt nhưng mà cái thành quả của anh em hôm nay rất là nhiều các bạn. Đây là một túi này, đây mệt anh em. Ở đây nữa này. Quá tuyệt vời. Cái thành quả này thì không cần phải nói nhiều, quá đạt. Đây nữa này. Đây ngày hôm qua mình bắt được một túi. Đó, đầy luôn. Nghỉ ngơi lại tiếp tục thôi các bạn. Một con suối rất là trong này các bạn. Đúng là nước rừng có khác. Siêu sạch, nước sạch. À, dưới kia còn có khá này. Quá đỉnh luôn. Lên dốc một buổi. Wow, qua kinh khủng, lần đầu tiên mình đi rừng cái khu này ạ. Lên dốc một buổi luôn. Tính hồi nãy tính vừa đi vừa quay phim mà mình thở không có nổi luôn. May ở đây có một, lên hết dốc thì có một con suối. Phải cơm plo này. Phải chăng mà plo này. Phải chăng mà plo này. Ốc nấu canh với rau dưa xỉ nữa các bạn. Anh em đang làm rai rai. Đi rừng có đem ít rượu đúng vậy rồi. Quay lại với thịt cá nướng, đi câu được một con thôi.
vô là ốc tôi chay này nè, đặc. Đó tầng tầng này kìa. Ông một nơi lý tưởng để sau này quay trở lại. Xin chào các bạn nhá, xin chào các bạn đang quay trở lại với bên vlog. Hôm nay anh em đi kiếm ong không có, nói chung cũng có một ít, chỉ tầm 10 lít các bạn. Chiều ơi, 5 giờ rồi, anh em giao lưu thử này để xem anh nào có cá hơn. Ở trong rừng ấy, phong cảnh rất là đẹp các bạn. Đó. Đây cần câu của mình đây nhá. Đó, đây, anh em kia. Thôi mình chạy lên đây. Cái khu này đồi nó cao lắm các bạn, đi mệt mỏi lắm. Đấy các bạn thấy không? Mình đi cái tầm 3-4 chục phút là mình nghỉ rồi. Đuối. Ok nha, let's go. Cảnh hữu tình, rừng núi, nước rất là trong veo các bạn nhá, thấy không? Có cá nhìn thấy luôn. Thằng em đang câu. Cá siêu nhiều. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy đấy các bạn thấy không? Ôi trời. Nhìn được ống kính thì chắc không nhìn rõ đâu. Đấy. Quăng cái câu xuống nó không ăn nhá. Cá thông minh lắm. Ôi trời. Ui ơi. Lan tạm thời của anh em đây. Đây mật ong này. Vui con năm sai à.
lên thác là không có dễ chút nào các bạn ơi. Quá sâu. À được, đây này. Quá hồng thác đẹp chưa? Nằm mình sai tê. Wow. Thác này được 30 mét đấy. Ôi trời, toàn đá và đá không các bạn. Đắk nông chưa đủ à? Nhưng đi mượt à? Ta mượt. Sợ lắm nhỉ? Ở đây chắc sâu lắm. Con thác khá là đẹp nhưng mà lại không qua, không băng được gần thác nữa các bạn. Đấy, không có đường đi các bạn thấy không? Hai bên đá. Lán giải chiến. Tiếp tục ngày thứ hai nha các bạn. Tiếp tục ngày thứ hai xem may mắn có đến với anh em hay không. Nấm. Nấm ngon đây.
nước rừng này này thôi các bạn. Sẽ có các con gì giống con đĩa mà đang nhỏ xíu mà nó sẽ tóc. Quay cầm cái điện thoại quay hơn. Kinh quá, ở đây có vắt này các bạn. Nhìn sợ chưa? Ui ui. Phải công nhận mệt kinh khủng. Nói chốc ở đây các bạn thấy không? Nhìn ông kinh chắc cũng không có máy. Đấy hôm qua này mình đi từ kia. Mình chạy xuống đây. Ở lại một đêm rồi vào đoạn đây. Sáng nay mình cũng như đây đấy, chạy lên đây đấy, chiều chạy lên đây. Ôi sợ mệt, chưa từng gặp mệt mỏi. Về về thôi. Thành quá 2 ngày của anh em đây. Về chưa phải hơn 20 ký. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của bên vlog nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Bye bye. Món được này. Này.